Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu trong truyền thống của Hội Thánh, thì thường chúng ta một mặt chúng ta nhớ đến trái tim Chúa Giêsu, một mặt chúng ta nhớ đến chiều trên đồi Golgotha, Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá. Hành trình đi rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu sai các tông đồ đi, nó luôn luôn tạo ra một cái sự xung đột. Mà không chỉ xung đột ở đâu đâu, thậm chí là xung đột ngay trong gia đình, ngay trong cộng đoàn, tức là những người cùng làm việc chung với mình. Và là những cái cớ, những cái dịp để người ta đấu tố nhau, kết án nhau và trao nộp nhau cho thế lực ác. Câu chuyện lời Chúa ngày hôm nay, Chúa bảo rằng khi anh em bị trao nộp cho công quyền, anh em đừng có sợ, đừng có phải lo rằng mình sẽ phải ăn nói làm sao, đối phó làm sao. Vì trong 9 giờ đó, thần khí của cha anh em sẽ nói thay anh em. Trong kinh nghiệm mục vụ nhỏ bé và giới hạn của tôi luôn luôn cảm thấy mình sợ hãi khi đối diện với những người có đầy quyền lực. Và gần như đối diện với họ, tôi không biết làm gì hết. Nhưng hầu hết sau khi cái sự việc nó qua, thì có nhiều người cho tôi biết rằng những người ấy họ thắc mắc không biết tại sao tôi lại có thể có được những cái lời như vậy. Họ thì không biết, nhưng tôi thì biết. Đó là chính thần khí của Chúa đã nói, như chính Chúa Giêsu đã dặn các tông đồ: anh em đừng lo sợ phải nói cái gì, bởi vì trong 9 giờ đó thần khí của cha anh em sẽ nói. Thần khí của cha chúng ta, tức là thần khí của cha Đức Giêsu Kitô. Nên chúng ta biết rằng không có một sự khôn ngoan nào của thế gian có thể vượt mặt được thần khí của Thiên Chúa. Và cái điều đó mời gọi chúng ta hân hoan trong sợ hãi, vui mừng trong sự bắt bớ, để bắt đầu kinh nghiệm được ơn Chúa đang vượt qua cái sự sợ hãi và muốn cùng của cuộc đời chúng ta. Và đó là Thiên Chúa cứu độ, đó là ơn cứu độ đến với chúng ta ngay trong giây phút hiện tại.
chứ không chỉ đợi cái ngày chúng ta qua đời chúng ta lên thiên đàng. Xin cho anh chị em trong những ngày này chúng ta có kinh nghiệm đó, để nhờ đó chúng ta luôn luôn dấn thân trong lời mời gọi mà Chúa mời gọi chúng ta. Cái nhu cầu được Thiên Chúa nói thay chúng ta trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã hứa và Ngài sẽ làm.